ăn đi. Các bạn thấy không? Tôi mới vừa ép nhỏ ăn xong rồi đó, chịu ăn rồi đó. Vừa ăn mà còn tức lắm à. Ui. Ăn, nhai đi. Nhai cơm chứ đâu phải nhai lựu đạn đâu mà nhau 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 nhau. Ngoan đi, ngoan đi, tôi đi chơi chơi với con vẹt. Đi, ngoan. Ha miệng ra coi. Ăn rồi. Ngon không? Rồi nó bật tiêu anh quá rồi. Nó bị tôi ép ăn.